Chào tất cả các anh chị, hôm nay mình chia sẻ với các bạn của anh chị một cái câu dạo Bolero dựa trên dòng hòa thanh quãng 4 của tông Mi Thứ các bạn, hay là mình nói dòng 1, 7, 4, 7, 3, 6, 2, 5 của tông Mi Thứ. Bài hôm nay mình chia làm hai phần. Và thứ nhất là mình chia sẻ mình đi mắc co một cái dòng hòa thanh quãng 4 hay là 1, 4, 7, 3, 6, 5 của tông Mi Thứ ở đầu cần, rồi mình chạm câu bát để rồi mình vô hát. Để cái này đơn giản này, để cho những anh em mà chưa chơi hôm chặn được, mình tập ở thế đầu cần nè. Còn là mình kẹp cái bô dữ xíu như mà ở cái thế hợp âm mở ha. Đó, đơn giản để dễ tập ha. Rồi cái phần thứ hai nữa thì mình sẽ chia sẻ cái câu trên cái dòng hòa thanh 1, 4, 7, 3, 6, 5 trong cái thứ, mình sẽ chia sẻ một cái câu intro rất hay để cho anh em mình đã chơi được hợp âm chặn rồi, hay là thích solo ha, mình coi mình được một câu solo nghe cho nó phê với bạn để cho nó đã hay hơn. Rồi mình vô tập để mất thời gian các bạn. Trước tiên là cái phần đơn giản nha, dòng 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5 hay là nói dòng quãng 4 của tông Mi Thứ là sao bạn? Dòng tròn quãng 4 Mi Thứ thì Mi Thứ là chỗ âm ha, quãng 4 Mi Thứ là La Thứ, quãng 4 của La Thứ là Rê Trưởng, quãng 4 của Rê Trưởng là Son Trưởng, quãng 4 của Son Trưởng là Đô Trưởng, quãng 4 Đô Trưởng là Hoa Thăng Thứ 7 Gián 5. Ở băm này nó có hai vị trí bấm, thứ nhất là vị trí bấm ở đây ở ngăn thứ cái ngón 1 mình bấm vô di 4 ngăn 4, ngón 2 ngón 3 ngón 4 mình bấm một chùm ở ngăn ở ô 5 Hoa Thăng 7 5. Rồi có một thế nữa ở đây về là cũng dễ, cũng dễ bấm nhưng cũng hơi khó chút, là các bạn bấm là thứ gì phải không, thì cái hộp âm này nó cái Hoa Thăng 7 5 này mình bỏ cái ngón số 2 ra, mình chờ mình bấm vô cái nốt Hoa Thăng thì mình sẽ có Hoa Thăng Thứ 7 Gián 5. Cấu tạo của Hoa Thăng Thứ 7 5 gồm là đô bí và nốt Hoa Thăng. Ở đây nè, Hoa Thăng nè, đô mi lá nè, ở đây Hoa Thăng nè, là đô mi nè, là ba đó là Hoa Thăng Thứ 7 Gián 5. Rồi Hoa Thăng Thứ 7 Gián 5 bậc 4 của Hoa Thăng thì quãng 4 của Hoa Thăng Thứ 7 Gián 5 là si 7 bậc si trưởng. Quãng 4 của si 7 bậc si trưởng là Mi Thứ, một vòng tròn khép kín rất hay. Nói lại ha, vòng tròn quãng 4 của tông Mi Thứ gồm có các hợp âm Mi Thứ, La Thứ, Rê Trưởng, Son Trưởng, Đô Trưởng, Hoa Thăng Thứ 7 Gián 5. Cái này là thứ nè, mình bấm ra thế mà mình chồm bỏ cái ngón 2 ra, mình chồm lên đây, mình có Hoa Thăng 7 Gián 5 và Hoa Thăng Thứ 7 Gián 5 C 7 về Mi Thứ. Bây giờ mình điểm một dòng accord điệu bolero ha, trên cái dòng hòa thanh này, xong mình chạy câu bass để mà các bạn mình vô ca ha, làm một câu intro đi, cái đơn giản ca để anh em mình cùng tập cùng cảm âm tông Mi Thứ nữa. 2, 3
Rồi, và thứ hai tiếp theo là mình chia sẻ các bạn là các bạn mà chơi hầu âm chặn được rồi, mình chia sẻ câu intro cho nó, mình chơi cái solo cho nó phê. Ở ngang 7 mình có thấy mi thứ nè. Rồi, dòng bồn tròn khoảng 4 mi thứ cùng các âm. Ở đây mi thứ khoảng 4 mi thứ, khoảng 4 mi thứ là la thứ. Khoảng 4 la thứ là rê trưởng. Khoảng 4 rê trưởng là son trưởng. Khoảng 4 son trưởng là đô trưởng. Khoảng 4 là pha thăng thứ 7 giác 5. Rồi mình chia sẻ cái hợp âm này. Pha thăng thứ 7 giác 5 gồm các nốt nè, gồm các cái vị trí bấm nè. Bàn tay mình ngón 1, ngón 2, ngón 3, ngón 4, ngón 1 bấm vô dây 5 ngang 9. Ngón 2 bấm vô dây 3 ngang 9. Ngón 3 bấm vô dây 4 ngang 10. Ngón 4 bấm vô dây 2 ngang 10. Nói lại, ngón 1 bấm vô dây 5 ngang 9. Ngón 2 bấm vô dây 3 ngang 9. Ngón 3 bấm vô dây 4 ngang 10. Ngón 4 bấm vô dây 2 ngang 10. Pha thăng thứ 7 ngang 5. Bật 4 pha thăng thứ 7 ngang 5 là si trưởng hoặc si 7. Bốn con si trưởng hoặc si bảy liên về mi thứ. Rồi giờ mình điểm cái điệu bolero trên cái dòng hòa thanh này cho anh coi ha, rồi xong mình đưa cái tiếng solo, cái tiếng cái câu dạo vô cho bạn nghe nè. 2, 3. Son kéo đi đầu. Ha. Đó là cái câu này nó dựa trên cái dòng hòa thanh mà nãy đi rồi phân tích kỹ rồi nè. Ví dụ như người ta đi á coi vậy. Mì tăng 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 chất bung chất bung chất. Rồi lại hợp âm dẫn đến mì nha. Mì 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 rê đô si đô và la thứ. Ha, mì 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 rê đô si đô. Giờ mình không có nhịp nên mình nói đi, bác không nên hiểu cái nó thôi, với lắm mình phụ chú màn hình cho đánh. Rồi sau đó phân tích về sau. Rồi qua la thứ nha, từ mì thứ nè. Qua la thứ nè, mì rách chách bung chách bung chách vẫn mì thứ, la thứ, và từ la thứ qua về rê trưởng, rê đô si la son fa ở rê trưởng hàng, rê đô si la son fa, và từ rê trưởng qua son trưởng. Sao đứng này là pha rê mi pha son la si son trưởng. À, cấu tạo son trưởng là rê son si rê, mình đó mình rất nghe nó si đầu kê. Rồi từ son trưởng về đô trưởng, các bạn đi si son pha mi si đô. Rồi từ đô trưởng mình qua pha thăng thứ 7 giác 5 thì pha thăng á, đô rê mi son la, bấm vô pha thăng thứ 7 giác 5. Còn nếu bấm không được thì mình đi solo thôi. Pha đô rê mi son la, còn các bạn nào bấm được thì càng hay. Pha đô rê mi son la 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 la,
rồi từ khoa tháng 7 tháng 5 mình về C 7 của C trưởng. La la si la son re fa, nhéo cho nó khuê. Rồi từ C 7 của C trưởng mình về mi thứ để kết thúc cái câu. Si re thang ba son re mi. Nếu mà mình thấy câu dạo gì đủ cho ta ca thì thôi một vậy thôi, còn mừng các bạn mà thấy chưa thấy thích thêm một lần nữa cái mình chạy câu nói mi fa sol la si do re mi, vào đánh câu nữa mi mi re do si do, đánh này như nãy đó re do si la son fa re trưởng, re mi fa sol la si son trưởng, si son fa mi si đô, qua đô trưởng, đô trưởng qua pha tăng thứ bảy năm nè, fa đô re mi son la, rồi pha tăng bảy năm qua si bảy của si trưởng, la la si la son mi, từ si bảy về chủ âm mi thứ để mình cài vô ca, si re thang mi son re. Bạn muốn đánh câu nào, một cái câu nói nào mà đánh Đô Si La Son Fa Mi hay là Mi Fa Mi Son La Si Son Fa Mi cũng được ha. Đô Si La Son Fa Mi vô cảm được ha, là Mi Fa Mi Son La Mi Son La Mi Son La Si Son Fa Mi cũng được. Hay mình đi câu bát. Mi Fa Son La La Si Mi Fa Son La Si Re Mi Mi Fa Son La mở ta mở cái này cho nó nghe có cái âm dây blues, cái điệu blues chút. Em muốn đi còn nào đi ha. Rồi giờ mình không nói, mình điểm một vòng acco xong mình đi tiếng đi tiếng solo cho bạn nghe đi, các bạn mình cảm nhận nha. 2 3 đơn giản nhất vô hát ha. Bây giờ mình bắt tiếng trống lên để các bạn mình cảm nhận cái nhịp nha. Nghe mình vô solo.
kết hợp cái dòng mình đánh ở ngoài này rồi đánh solo này. Tập đàn mau thành công. Những anh chị nào mà chưa chơi hội chặn được thì mình chơi cái thế này này nha các bạn. Để thế này, mình điểm cái dòng vậy mình chạy câu quát vô ca, hoặc điểm cái dòng vậy mình chạy một câu solo, một câu khăn lót vô ca. Còn ví dụ anh chị mình đã chơi hội chặn được thì mình tập trong này, rồi mình để cũng đánh một cái dòng cho nó quen tay, xong đưa tiếng solo vô này ha. Thì mình cố gắng điểm cho nó đều, xong đưa vô solo. Một khi mà đưa tiếng solo vô là ăn được cái gì, và lúc đó là đã là ok rồi bạn ha. Cố gắng tập, mình xin phép nghỉ.